Chào cả nhà, mình đang xào nấm nè, xào xào nấm ăn cơm nhót. Đứng lại Lan Quang, chào bà chú. Chào là cô chú trụ tắm mới xong rồi, tóc sừng sững luôn á. Bên đây mình đang chưng mắm nè cả nhà, mắm cá đinh á, mắm cá đinh mình chưng với thịt. Đem đi đắng ăn vô. Mình sao cho anh đắng vô được? Anh do ắt rồi, sẵn sàng chuẩn bị anh ăn cơm. Đây nữa. Chị hai gắn. Chị chào mời chú. Xin chào bức chú. Xin chào cả nhà. Mời cả nhà ăn cơm với nhà mình nha. Mẹ ơi này coi không. Trời dắt tôi, dắt quậy quá chắc ơi. Mẹ ơi này coi không. Không, không có cây. Ai chơi cơm vậy. Cho ăn gì á, bây giờ ăn. Nước bỏ đấy. Cho ăn cơm. Không, thấy gọi quê ép chẳng á. Ờ, thấy quá. Em tặng bộ cơm lên xuống mình gút. Mẹ xe xin chọc quả thôi. Ở đây à? Mắm chẳng mắm. Mắm cay á, cay mẹ là bỏ cay chứ cay chứ vô nó ăn. Mẹ, thì ta đu đi, con mình xuống. Nó ngủ rồi à? Ừ, chú chết cho biết chắc. Nó không, mà để sợ, chú đi để nó nằm vào. Rất sợ. Mắm ngon, nhưng mà nấm cái xương á, hai đứa không ăn. Cho nên mẹ bóc ra. Thử á. Cà pháo đó nè. À, bật cho em con. Ủa? Mày lẻ. Ngon. Được. Ăn thật đây. Cho mày nè, tốt rồi. Mắm ngon con nhỉ. Mắm quý linh á. Mình lẻ nguyên con vậy mình chưng. Nghe rất là cay ạ. Thì con thử chút xíu em. Cà pháo chấm nấm chân mắm ngon. Very good. Ok. Ngon. Vô cái ua này thì sao vậy? Em sao? Đâu có khó ăn không? Dễ ăn. Is it spicy? Nghe cay không? Cái nào? Cái này cay. Không nghe. Không. Nhưng còn nguyên sợn. Mày lấy thịt của con. Thịt này thôi. Thịt này hai thịt. Thịt gà, thịt heo. Nó nghe thịt như vậy không? Cái này thịt gà chết cần. Nó ngon quá. Cái này thịt heo. Nó ấm rồi. Mày không có ngon thì cho mẹ. Ngon, cái nào cũng ngon. Chô Ủa, ngon. Mẹ đưa đây mẹ ăn. Rồi bỏ biết á. Hồi đó mình đâu có ăn biết ăn cái này ăn sống đâu cả nhà. Mình ăn mình không biết ăn qua. Cái xong bây giờ mình tập ăn cũng không có mùi gì đâu, không có mùi gì nặng đâu cả nhà, cũng dễ ăn. Ăn cơm à? Chấm mắm mà ngon. Ơ nó cũng ít kim chi. It's just spicy, but mine was not that spicy. Mine doesn't have any, mine is fine. Mắm mấy nhỏ mà mình bỏ siêu cay. Bỏ ớt, bỏ tiêu. Chăm á. Nó có. It's just some. Some, bây giờ tôi some. Cái này không phải. Cái này á. Cái không phải some, swamp. Cái này chấm cái này ngon không? Ớt chuông mini nha. Cái này ăn sống đó cả nhà. Ớt chuông này. Ớt chuông này nó rất là ngọt luôn cả nhà. Sweet. Này này pop cái này. In here start to get some mix of cactus. Không cay đâu con. Tôi có sẽ này mình. It's really sweet. Nó ngon. Đây là cái mix start. Dạ lô bà. And the next step. Này. Ingen har gammalt. Ingen är spicy. Nej, thanks. Någon va? Vad har vi? Vi kan ta en liten bite. Vi kan ta en liten bite av det. Det är inte starkt. Det är sweet. Ew! Oj!
Yeah, can't tell. Do nó ăn được không? Này chicken nè. Ừ, thật đó. Nên trứng này kia. Oh yes. Thật con thích không? Ăn sweet. Crunchy. Giờ này 6 giờ cả nhà. Tối hùi, tối hùi. I'm gonna stuff this paprika, the small paprika, the mini paprika. I don't know what to call it. Okay. Kim chi bây giờ nó chua cả nhà. Còn hết kim chi, còn mẹ không có làm. Lần sau mẹ làm cho chị hai nhiều chút xíu. Cho nguyên cái hộp đó, cái hộp kim chi của con. Hộp bự không? Không, hộp đó mà làm đầy. Chị hai bây giờ biết ăn kim chi lắm, bà chú ăn. I cannot fit it. Shit, what? Huh? Hai đứa. Cho anh. Ăn đẻ. Bà bà. Dạ. Chiều chiều á, tới giờ 7-8 giờ nó nằm với chị hai coi tivi xong rồi nó thiểu thiểu quá, nó ngủ nửa tiếng là tiếng cả nhà. Tối á, quốc tối nó thức tới 3:30 sáng cả nhà ơi, nó xỉu dưới giấc luôn, nó làm cho mình ngủ theo nó muốn chết. Ai chị nhỏ dắt đi ngủ mẹ ngủ liền hả? Còn cái phút rồi vậy nè. Mama has to swap. I don't think I solved it. Mẹ, nhắc cái câu mình chỉ sắp tới. Chỉ sắp tới chỗ mà. Papa has to swap. Ba mẹ nó ngủ khò khò luôn, ba mẹ nó kể chứ. Ba nói ba khó ngủ. Ba ngủ trước em ai. Tita, hour 12, tita again, hour 1, tita again, hour 2, tita again, hour 3. Chỉ sắp tới, nó tới swap. Má mà theo muốn xỉu luôn. Nên nãy giờ làm gì á? Đến đầu giấc cái này. Sôi lắc lắc lắc. Tôi tin ra rồi hôm nay con chưa uống. Hôm nay con uống sữa. Nó sữa uống xin tốt lắm rồi. Sợ quá chứ. Quá chứ. Ai mà bảo why she kind of white? Why? Because the jello milk thing. No, I also think the glass only. No. I'm going to do a picture of it. I'm going to do a picture of it. I'm going to do a picture of it. Mom. Did you know in the middle of the night you were sleeping, I would drink some milk. Chị hai ăn huh? Ăn cơm ăn thịt vô sao mà tới nhà chị hai ngồi không vậy? Con để vô đồ, để con để đồ ăn vô. Ăn thêm tại con. Ăn xíu xíu. Ăn hết chung rồi, ăn hết thịt rồi còn đưa cho mẹ không? Nhau cắt cắn một. Sao ba được uống một vài không được lắm. Ba muốn bị ăn đòn.
Va? Jo, men vi blir oroliga när du säger det. Nhớ lúc tính bỏ sai của anh Doanh luôn à. Tao bảo uống ngọt quá trời. Trời ra cho nó ngọt. Mẹ không có thấy được các tại nhân dục cái lăng xong chắc chị đẻ hôm nay rồi. Lưu anh chị đờ hả? Chị đờ phê rồi hả? Không, không. Update. Em phê rồi, ấp lại anh rồi bác. Ngao cậu cậu quậy. Có gì lóc cơ. Em để lên đấy. Em Doanh. Để ngoài ban công nó lạnh. Lạnh giống như để trong tủ đá vậy cả nhà. Ấm nè. Ăn bữa nay ăn cái trái này ngon lắm. Bữa giờ mình đâu có ăn, đâu có thích ăn. Không biết ăn. Thắt. Ngọt, đúng rồi. Chấm cái mắm rất là ngon phải không? Bơ. Ăn mấy trái này thôi là bốn năm trái là muốn ngon luôn. Rất cái lần còn ướt. Uống xì đờ mình khoái uống cái chai hơn nè, uống cái lon nó uống không hấp dẫn. Do nó ăn cái này mình xào tôm với thịt gà với thịt heo hai thứ. Do nó rửa thịt heo nó ăn. Cho nên nãy giờ mình cứ đổ lửa cho nó. Nè. No quá. Chồng mình ăn xíu rồi cả nhà. Ăn cái gì không bởi vì ha, mình mà làm đồ ăn mình làm mình tốt nhất là làm một món hai món. Là sẽ tập trung vô ha, người nào cũng ăn cái đó hết. Cho nên nó sẽ hết đồ ăn. Còn mà mình làm hai món, ba món, lúc đó mình sẽ hút. Mình sẽ ôm hủi chót, mình cứ thao chót hoài à. Thao chót hoài ha, ăn biết hả, nó cứ ăn đồ cạn của mấy cha con á, biết rồi nó mập như heo. Yeah, let's do it. Vô. How's it fair if I have Doanh vô sữa luôn, sữa nước cider.
1, 2, 3. Chúc mừng năm mới. Một ngày sau. Chúc mừng năm mới, bắt đầu năm mới. Bắt đầu cuộc sống năm mới. Năm 2023. Mẹ nói nè, năm mới rồi ha, càng ngày càng lớn nè. Vinh, nghe mẹ nói nè. Vinh, nghe mẹ nói nè Vinh. Vinh, cái lỗ tai này nhíu cho giống như dắt thế, nhíu cái lỗ tai này cho nó dài ra hơn một chút anh. You just have a little bone. Giống lỗ tai hả? Nó hả? Dày đẹp lắm ông bà chú. Nghe mẹ nói nè hai đứa. Năm mới rồi càng ngày càng lớn rồi, thêm tuổi mới nữa càng ngày càng lớn rồi, phải nghe lời nghe không? Okay. Phải ngoan nghe không? Dạ. Yeah. Yeah. Xong rồi năm mới mai mốt cho về Việt Nam thăm ba con á. Gần vô đỡ đây vô mà nội nha. Gần đi theo ai? Nhóm Thúy Bình. Gần đi theo ai? Theo mẹ. Nhóm Thúy Bình. Theo Bình hả? Thúy Bình. Cho cô chỉ có nhớ Bình một mình thôi hả? Nói hả Bình ơi, cho nói trong video kìa, nói Bình ơi. Bình ơi. Bình có nhớ Vân không? Vân nhớ Bình lắm. Nói cho Hữu Nhân, nói Hữu Nhân đi. Ừ, cái Hữu nhớ Hữu Nhân đi, nhìn về nhà Hữu Nhân không dắt đi chơi á. Hữu Nhân nói được. Hữu Nhân. Nhưng quên hoài hoài tại quên hoài hoài hả? Tại không cái tế hoài hoài. Cũng biết nói Hữu Nhân. Cái gì cô xin mà quên cái gì mà quên. Nói Hữu Nhân đi. Trời nói Hữu Nhân với Bình. Trời. Ui. Dạ, Hữu Nhân với Bin cô thương ai nhiều nhất? Trời ơi, có hai đứa nữa luôn. Hiểu không? Ôi, dính gâu luôn rồi, bà chú ơi. Trời ơi, mình uống có chút xíu cider, mặt mình đỏ dữ em. Mày xỉn hả? Nhân Hữu Nhân với Bin con thương ai nhiều nhất? Suy nghĩ cho kỹ nha, suy nghĩ cho kỹ nha. Thương Bin hả? Con chưa có gặp Bin lần nào, sao con thương Bin? Hữu Nhân thì con có gặp rồi đó. Mà Nhân thấy Bin giỏi. Thấy Bin giỏi hả? Nhân thấy Bin khỏi. À, thấy Bin trong điện thoại hả? Bin nhỏ cho nên thương Bin nhiều nhất đúng không? Rồi Bin, nè nè mẹ hỏi nè. Rồi Bin rồi Bin với dắt cô thương ai nhiều nhất? Bin nhắc. Qua đây hỏi. Để đó. Hư đi rồi, Bin rồi dắt. Cái này nói thiệt nha. Rồi Bin với dắt cô thương ai? Mẹ ơi, con Bin nhắm nhau nhỏ mà không và Bin đủ không? Ừ, vậy thương ai nhiều? It's your little brother. Ờ, Bin với dắt là thương ai nhiều? Nói cho đúng không? Nói không chị hai đừng có nói cho Vinh nói thật đồng nha, nói suy nghĩ sao nói vậy nha, nói cho đúng nha. Thương ai nhiều nhất, thương Bin hay là thương Dắt nhiều nhất? Thương Dắt. Tại sao thương Dắt? Trời ơi, tại vì Dắt nhỏ hơn Bin chút xíu cho nên nó thương Dắt nhiều nhất. Rồi ha, ý là nó nói anh em nó ở chung với nhau, nó không nói mà nó nói tại do anh thấy em hoài cho nên em nhắc nhân hoài rồi. Em Bin là mà do Bin nên Bin ở xa quá hả? Mà do cái thấy không thấy Bin thường xin phải không? Ừ, thấy Bin ở bụng của Kim. Ừ, ở trong bụng sao thấy được. Ông bà cô chú ngồi xuống. Ông bà cô chú thương con như ông dắt thì ông bà cô chú đang kiếm cho con nhớ dắt nha. Cảm ơn bà cô chú. Video mình quay tới đây thôi cả nhà ơi. Hẹn cả nhà vào clip sau. Bye bye cả nhà. Bye bye bà cô chú. Cho ông bà cô chú nhìn dắt cái à. Dắt ơi. Ôi trời, trời. Chào tạm biệt ông bà cô chú. Xin chào ông bà chú. Bye bye. Bye bye. Dắt chào tạm biệt ông bà chú nha dắt. Bye bye. Nó nhìn nhau, hát từ từ nó nhìn nhau kìa đó. Rồi, bye bye. Bye bye.